của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 này. Vòng nguyệt quế chung kết năm đường lên đỉnh Olympia sẽ được trao cho Nguyễn Thị Thu Hằng. Chúc mừng Nguyễn Quế đặc biệt nhất trong 20 năm, đỉnh Olympia sẽ được trao cho Nguyễn Thị Hoàng và đội tuyển Hà Nội.